Từ từ đặt 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 lên xuống nó mới có lực đấy. Cày rất là khỏe của bác ạ. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục đi xuống nhà của em Quân cô bác ạ. Thời gian vừa rồi thì nếu mà như các bác có theo dõi những cái thước phim trước thì cũng đã biết rằng là em Quân là được bà bé là mua cho em ấy một cái máy cày này, với lại cộng thêm là một cái máy phát cỏ nữa. Đấy, hôm nay thì cháu được đi xuống để xem là em Quân có đi đâu cày không cô bác. Thứ nhất là đi xuống để mà xem máy móc của em Quân thì có bị làm sao không. Cháu được cũng có một cái người bạn mà biết hiểu về máy móc, về máy cày đi cô bác, và cũng gọi bạn của cháu Lực là đi cùng luôn. Đấy, bây giờ thì bạn gửi một lời chào tới các bác nhé. Cháu xin chào các bác. Đấy, bây giờ thì hôm nay lại có sự đồng hành cùng một hôm nay lại có sự đồng hành của bạn cháu Lực. Đấy, bây giờ thì hai anh em mình đi cùng đi xuống nhà của em Quân các bạn nhé. Hai đường đi nhà xuống của Quân thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên khá là nhiều lần rồi cô bác. Thời tiết mấy hôm nay thì có vẻ như là nắng nóng một chút, thì liệu không biết là cái máy cày của em Quân thì có cày được ở đây không. Đấy, đi xuống đây thì nhìn thấy là máy cày của em Quân là để đây rồi cô bác. Chắc là em ấy cũng đang chuẩn bị là lên trên này cày sao đấy. Có cả dê ở đây mọi thứ này cô bác ạ. Chỗ đây thì hôm nọ là có cỏ khá là nhiều này. Không biết là Quân là giờ ở nhà hay là đang đi đâu rồi. Cái này á, cái này thì tháo Quân tháo mất ra rồi, tại vì nó trơn quá, nó biết đổ ra. Cái này thì là Quân là cũng tháo mất ra rồi cô bác ạ. Hầu như là mấy máy cày ở trên vùng cao thì khi mà mua về thì ai cũng tháo hai cái này ra. Không biết là Quân bây giờ đi xuống nhà chắc là đi lấy thêm thêm cái bừa sao các bác ạ, đi xuống cùng em Quân để mà lấy thêm đồ về để trên lên trên này để làm. Cái mùa này thì là mùa có hoa cây chẩu rất là nhiều này các bác, nhìn là trắng xóa luôn. Đâu rồi tầm á? Xin bên này không nhau nữa. Quân nế phô. Giòn. Cái này thì là mình đem về là phải hàn lại thêm một chút bạn này. Đấy. Như bạn thì biết về cái máy cày thì nếu mà không hàn ấy thì là sẽ nó bị sau này sẽ bị bục ra. Cái máy cày này là cái có 3 phay thôi, nếu mà mình lắp 4 phay thì cũng được đúng không? Được mà bạn. Lắp thêm 4 phay là lắp thêm 4 cái này ấy. Nhưng mà lắp 3 4 phay thì liệu rằng là nó cuốc nó nhanh hơn hay là cái đất nó mềm hơn ấy? 4 phay là cuốc là đất nó sẽ mềm hơn và nhanh hơn. Còn lắp 3 phay như này nó chỉ gọi là xới đi xới lại, hơi lâu một tí, hơi lâu à. Thế Quân là hôm qua là lấy cái này về rồi à? Hay là hôm nay mới lấy? Sáng nay mới đi lấy. Sáng nay mới lấy à? Lấy cả đạm và lấy cả lưới máy cày về. Cả đạm mà. Vâng. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thế thì là cái lưới bừa thì em đã lấy về chưa? Về rồi. Hàn hết rồi à? Vâng ạ. Thế thì chú ấy đã bảo là lấy bao tiền chưa? Chưa. Chưa à? Vâng ạ. Thế hôm qua thì cháu Lực cũng đã bảo với lại em Quân rồi, cứ đi hàn đi xong lấy về thì bao nhiêu thì cháu Lực sẽ gửi. Rồi cùng. Nước thiên bé. Vâng. Ông thì cũng đang chuẩn bị là đi xem dê cô bác. Đấy, bây giờ thì bạn hộ tôi cầm cái này một cái đi nhá. Đây, lên trên để mà có con dao cầm chưa? Dao để em để trên máy cày rồi. Con dao để trên máy cày hết rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy, hôm nay thì có bạn của anh vào ấy thì nếu mà máy cày xem là
à, nó bị vấn đề nào thì là hỏi bạn của anh luôn nhá. Tại vì bạn của anh là biết về cái máy cây. Thế là bà là đang ở dưới vun ngô à? À, cái phân đạm này thì là hôm nọ lấy tiền nó ra để mà vun để mua. Tiền hôm trước bà tiền hôm trước bà gửi về cho bà. Bà nào gửi? Bà tiền hôm trước là có phải là anh đưa không? Có. À là phải anh đưa đúng không? À, thế là hôm nọ là 1 triệu đúng không? Thế là Quân là lấy 1 triệu ra để đi mua đạm à? Hôm nọ thì là Quân đi hộ hai ông cháu của bác, được là hai chị là Nguyễn Thúy có gửi cho em Quân là 1 triệu đấy, nhưng mà em Quân là dùng số tiền đấy để đi mua đạm về. Chỗ này thì là một tí là cày hết luôn à? Đúng ạ. Cày ra tận đến kia à? Đúng ạ. Thế nhưng mà bây giờ là phải gom cái này rồi. Bây giờ ông lấy dây xong ông mới ra gom. À thế là bây giờ là mình đang có cả bạn của anh nữa. Thì là những công việc này thì là một tí nữa sẽ cùng hộ nhau để làm. Đấy, ông thì một cái dáng người mà cũng rất là gầy rồi cô bác ạ. Ông thì cảm giác như cháu được nhìn vào là ông rất là khó thở, như kiểu ông là bị kiểu khó thở sao cô bác. Cùng bắt nhàng thử cháu dãi luôn cũng nổ. Cùng bắt lơ đấy cùng. Bắt lơ nhá. Cùng bắn ra đấy. Ấy bờ ọc. Đi cùng bắn đi bắn bệnh chẳng nào bắn đâu không? Bắn lâm cư. Hoa lao đi. Bẹc hoa lao đi à đây. Nếu phải bắt chính xác chúng đất thì chúng đất bây giờ đây. Thuộc khoác sẽ hạ phát đất này chứ. Phải thôi không bắn. Ông thì có vẻ như là có căn bệnh là hơi khó thở một chút cô bác ạ. À. Bây giờ này, thì này. Bây giờ thì cháu Lực vẫn chưa biết là ông là có căn bệnh gì, nhưng mà nhìn vào ông là rất là khó thở. Nè, ông phúc ra cúng mà nè. Tiên tờ á? Chuyện tiền đâu ra cúng? Đây chứ ta? Bây giờ lắp vào để cây luôn. Xăng thì còn đủ chứ không? Xăng thì vẫn còn đúng không? À, dầu ấy. Còn ạ. Để mà hôm nào mà đi xuống huyện đấy thì là ai xuống thì là Quân là gửi để đi mua luôn. Vâng ạ. Bây giờ anh hộ em lắp tí. Đấy bây giờ nghe mời bạn hộ lắp chốt. Mở chốt đấy. Đấy bạn hộ tôi mở bỏ cái máy ra xong là hộ Quân lắp kia. Đây Quân thì bây giờ cũng có riêng cho mình một cái máy cày để mà làm ruộng rồi cô bác ạ. Ở đây thì cháu Đức xin được phép nói lại thêm một lần nữa cô bác nhé. Máy cày này thì là có thể là giúp cho giúp cho nhà em Quân là làm nhanh hơn. Và có thể là Quân dùng cái máy cày này để mà đi làm thuê cũng được cô bác ạ. Đấy, hôm nọ thì cháu Đức xuống thì nhìn em Quân là không có đi mượn được máy cày. Cũng thôi. Không có đi mượn được máy cày và cũng không mượn được trâu là dùng cuốc là lên đây để mà cuốc được. Lên đây để mà cuốc. Vừa rồi Quân một mình lấy lên đây à? Vâng ạ. Ồ thế là khỏe phết đấy nhở. Hình như là cái này không tháo được ra đâu nhỉ cái này ấy. Được ạ. Được á? Được à cái này là không được. Vâng. Hôm nọ của nhà sử cái là tháo được ra mà. Của nhà sử khác ạ. Nhà sử là khác à? Vâng. Nhưng nó chỉ là khác cái các cái phay thôi đúng không? Vâng ạ. Ôi, có vẻ như là vừa rồi là Quân để đầy quá hay sao ấy, phun. Lắp chốt nó cả, quy san lắp. Cái chốt này thì là lắp để cho nó chắc chắn luôn. Cái dao đâu? Dao đấy. Một tí nữa thì Quân cày mệt thì để bạn của anh hỗ trợ một chút nhá. Mấy anh em mình nhưng mà định bắn ngang mấy chỗ ở trong nữa. Thứ này đây là cũng. Bài thì lắm bé. Anh thử em kéo đi vào. Chắc là có số không ạ?
Không dính đâu nhỉ? Không dính đâu. Không dính. Ra chưa? Ra rồi. Từ từ đặt lên xuống, nó mới có lực đấy. Cày rất là khỏe của bác ạ. Nó sai rồi à? Cứ đảo quay lại. Ừ. Từ. Đảo nó quay lại đúng không? Không phải hôm nọ là mình lắp cái phay kìa. Lắp cái phay kìa hình như là nó bị ngược. Cái này mua về chỉ có 3 phay rồi. Mua về chỉ có 3 phay thôi cái này. Nếu mà mình mua thêm một phay là rơi vào tầm 10 mấy nghìn hay sao ấy. Chờ dốc vắc vào đấy luôn. Chờ biên nào. Mưa cái này lắp ngược rồi. Cái này lắp ngược rồi. Cái kia là ngược rồi đấy. Cái phay kia là ngược rồi. Nhưng mà nó có cuốc được đất không? Vừa rồi thấy cuốc đất không? Một bên cuốc được, một bên không cuốc được. Bây giờ cái này là phải có... Hôm nọ đồ nó đi theo có không? Có em để nhà. Đồ nó à? Cái này là một cái là 16, một cái 17 sao ấy, thì mới vặn được ra. Nhưng mà cái này là hôm nọ là mình vặn chặt quá hay sao đấy. Hôm qua là cái anh kia lắp cho mình là lắp chặt quá. Cái này không cuốc được à? Xem cái bên nào không cuốc được. Chẳng xem gắt tuyết lại đi dòng thầy này. Căn quân nổ với anh xem nào. Nẹp. Thế nó nào cuốc đều mà. Có một cái bị ngược rồi. Bây giờ phải tháo lại thôi. Cày rất là khỏe, rất là nhanh các bác ạ. Vừa cày là vừa có sắn luôn đấy nhờ. Đây, ông thì ra bên này dọn một chút rồi các bác ạ. Để cho hai anh em cày bên kia, để cho Lực sẽ ra đây phụ giúp ông. Này, ở tốt đây ạ. Ở phố ra ở dưới nào cũng nè. Đúng rồi, ở phía hông đất mũ. Đất mũ á? Cùng thử trở ra đi, bắn đứa cùng. Thử trở ra à? Bắn đứa luôn. Đứa? Đứa ra mà chết đâu, nó phải. Cũng bắt đây chỉ pí á? Bắt pí thôi. Bắt đây 8 pí á?
Thế là ông là bị khó thở được 3 năm rồi cô bác ạ. Thế là thế tức nó có ông cái giá có hơn mơ. Xin á. Bắt đi chuyến đi nấu đầy đủ. Lấy cáo lấy sắc cùng kéo căng về hốc can này đi khử trở dai ra. Ừ. Thế là ông là bị một cái căn bệnh là khó thở cô bác ạ. Không biết là có không biết là ông đã dùng thuốc để mà chữa trị gì không. Đấy, nhưng mà ông chia sẻ với cháu Lực rằng là ông dùng thuốc nam ông uống. Cháu nói tuần mai đi khân mi nấp này. Ồ, có nhiều này. À, thế là chiến thắng thì chúng nó cho đấy. Kho cái sản thì phát nhà đấy. Chúc phải cháu hôn lưu quân. Đấy, thì cháu văn nào. Thế là buổi sáng ông nói với cháu Lực rằng là mỗi sáng dậy ra là đờm của bác này dính hết cái cổ họng như này là phải uống nước chè đặc 3-4 chén. Lúc mà khạc ra thì là mới đi ra ngoài là làm cái gì được, là mới thở, là mới dễ dàng được cô bác. Có vẻ như là không biết là ông có bị căn bệnh phải lao không. Lấy sắc khảo nông lên hoa lơ hai dễ cùng khảo nông lên chắc gốc bị ho lao với chuyện ho lao quá. Thế là tiếng nùng thì gọi là bị ho lao thì chắc là tiếng bằng có nếu mà gọi bằng phổ thông tiếng phổ thông thì chắc là cũng là bị lao rồi cô bác ạ. Ông thì bảo là bị được 3 năm rồi đấy, thành ra là nhìn vào ông thì cái sức khỏe của ông ấy, nhìn vào ông ấy thì cái dáng người của ông ấy thì có vẻ là mấy gầy hơn cô bác ạ, mấy gầy đấy, nhưng mà ông vẫn còn rất là cố gắng để mà phụ giúp cho em Quân tất cả các công việc đi lấy cỏ, đi lấy cả củi nữa cô bác ạ. Nãy thử một thằng này chứ mấy cùng nè. Đấy có cái máy cày vào thì cày có một lượt thôi cô bác. Thì đã được gọi là nếu mà tính theo cái chiều dài của nó ấy, thì được hơn là 1 mét rồi đấy. Cày xong thì rất là tơi xốp. Em Quân thì là về cái phần cày này các bác này thì em mới biết là biết cày điêu luyện hơn là em Sử. Còn là em Sử thì em ấy chưa tiếp xúc với máy cày bao giờ cả cho nên là em mới còn rất là bỡ ngỡ. Đấy, có thể là sau này em Quân với em Sử là cùng nhau có cái máy cày rồi thì hai anh em là nếu mà nhận được cái thửa ruộng nào thì hai anh em đi làm thì nó sẽ nhanh hơn. Đất này nó còn có vẻ như khá là cứng các bác ạ. Cày xuống thì nó nhảy. Đây thì nếu mà dùng trâu để mà cày thì chắc chắn là trâu không có cày được đâu, tại vì nó cứng quá. Tôi nhắc Quân này nhà sắn ạ. Nó còn sắn sót lại được các bác này, cày lên đấy. Cày lên dốc đi. Cái óc của nó bị tuột ra rồi. Lấy cái bánh này để đó. Cái này là hồi như là hôm qua là chưa vặn chặt hay sao đấy. Cái đinh này. À chưa rút chốt à. Bây giờ Quân đi lấy đồ về xong là xem cái này lại đi, xem cái nào bị ngược ấy, tháo ra. Cái nào chắc là một cái bị ngược hay sao ấy.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mấy anh em là lắp sai cái này đi vào một biên cô bác ạ. Lắp sai một cái thôi bây giờ lại phải tháo tất cả mấy cái này ra. Hôm nay thì có anh bạn là bỏ sóng Lực xuống thì mới phát hiện ra. Thế vừa rồi quân quốc thì nó cảm giác như là nó nhảy lên à? Vâng, nó cứ nhảy lên. Nó không ăn vào đất đâu. Vâng. Con vặn ốc ra đây đi. Xong là lắp lại. Thôi nhá. Này hôm qua dùng máy bắn thì có vẻ như là chặt quá. Từ từ ốc không chịu được. Ui, từ nhá. Đập cái này xuống. Đập xuống kia. Ôi, cho rén luôn. Đấy, bây giờ thì Nghiêm là hộ là cháu Lực với lại em Quân là lắp lại cô bác ạ. Có cái sách hướng dẫn của nó lắp không? Cái đấy, cái đây xem nào. Có phải sách hướng dẫn của nó là sách hướng dẫn là mấy cày thôi nhỉ? Cái này ấy. Theo như đây có cả cái giấy bảo hành của bác này. Đây, Quân cất đi. Sau một cái thời gian mà mấy anh em lắp lại một chút cô bác ạ, bây giờ thì đá cày nó ổn hơn rồi. Đây, ông thì rất là vui mừng khi mà em Quân có máy cày cô bác ạ. Bạn này đây bộ đấy với Linh Cơ nó cũng nổi mà nè. Tao bài lúc lá đi lên hàng mi à. Tao bài lúc lá đi lên hàng mi à. Đấy, ông thì là ông nọ có chia sẻ với cháu Lực rằng là Quân đi hộ người ta là 5 ngày liền các bác này. Và người ta có hứa rằng là cày của nhà người ta xong thì ra hộ nhà mình đấy. Nhưng mà
À, đến lúc mà nhà người ta cày xong ấy thì Quân bảo ra hộ ấy thì là lại không ra, là lừa, gọi là lừa Quân đi làm mất mấy hôm ấy. Đấy, ở bên này thì Quân là đang cho nó số nó mạnh hơn thì ra đảo rất là đều các bác này, rất là mạnh luôn. Đầu 173 thì ngang lại tầm 200 châu ấy nhỉ? Đúng rồi bạn. Đầu 173 thì nó ngang lại tầm độ 200 châu, nhưng mà nếu mà để mà khỏe nhất thì là cái đầu 178 thì là khỏe hơn. 178 nó khỏe hơn các bạn. Cái máy nó to hơn. Đấy, nhưng mà hầu như là bà con ở trên vùng cao này thì không ai dùng máy đầu 178 là nhiều các bác. Dùng máy đầu 173 thôi, tại vì là 178 là nó nặng hơn. Anh như em Quân thì em mới điều khiển là một mình là 173 thì cũng là rất là tuyệt vời rồi. Anh thử thế nào? Anh thử nào? Thử thử tay nào? Có vẻ như là cày chưa quen máy. Nếu mà để điều khiển cái máy cày này nguyên một ngày là cái cơ bắp rất là đầu các bác ạ. Họ nói là cái sức của nó rất là khủng khiếp. Mấy anh em thì vừa rồi cày xong cái thửa ruộng, thửa nương bên trên rồi cô bác. Bây giờ thì lấy mấy cây, mấy cây là đi về thôi. Này cái bữa mấy cây kia nó lăn xuống đây đâu nhỉ? Đi dưới kia ra. Chắc xuống dưới kia rồi. Thì Quân lên ra nhặt cái bừa mấy cây nhá. Thả cái kia nó cao xuống cao một tí. Làm dưới này á? Từ nhà này. Nhà dưới kia. Chỗ này là cẩn thận nhá. Anh ra hộ em kéo xuống tiêm tí.
À thế là đường này hôm nọ là em đã đào để cho nó rộng ra để đem được mấy cây đi vào nhà à? Anh nhá. Ấy ấn sâu xuống. Em phải ghét trước hộ em giữ cái chỗ này nó dốc quá. Không có cái dây à? Không có. Dây em đi ở nhà thôi. Phải cua luôn. Ở đây thì rất may là có người bạn của cháu Lực đi xuống cùng xuống hộ em Quân. Đây, thứ nhất là bạn cũng đi xuống để mà xem cái máy cây, và thứ hai thì là bạn cũng theo dõi những cái thước phim của cháu Lực khá là lâu rồi và cũng muốn một lần là đi vào thăm hoàn cảnh của em Quân. Xuống chỗ này bây giờ lấy nước à? Cần nó, cho nó bánh nó lên cao ấy. Ôi, từ nhá. Đấy, nhấc luôn. Không. Đấy, nổ máy đi đấy. Lắp bánh đi. Vâng, lắp bánh thôi. Thôi, lắp bánh nổ máy đi, từ, anh kéo đây. Lắp vào. Em lắp chốt được luôn. Lắp chốt đi, cho nó đỡ tột làm chứ. Phải lắp chốt. Đi phải để ngang đi. Được. Đấy, bên này nữa. Chiếc này. Ôi, cày một tí mà bị vướng cái cỏ rác rất là nhiều. Từ từ bạn nhé. Rồi. Đấy, Quân nổ máy đi. Ra chưa? Ra rồi. Sợ không? Sợ mấy cây không? Hả? Sợ mấy cây không? Sợ vào đi. Đấy, mấy cây thì là Quân là sẽ để ở dưới sàn nhà của em luôn các bác ạ. Đấy, để đấy luôn là được rồi. Mấy cây của ai đấy? Có phải của anh Quân đâu. Hả? Cây của anh Quân phải không? Hôm nay Hiếu cũng đi học à? Hả? À, nào khoanh tay chào con có ba. Nào bỏ cây ra. Ở nhà khác chờ mình là khoanh tay chào con có ba. Khoanh tay. Nào, nào đây, đừng xuống. Thế còn à, những cái máy phát cỏ của Quân thì à, Quân à, để ở đâu? Có em để ở nhà. Phát để trong nhà. À, vừa rồi thì cháu Đức có nhìn thấy là em Quân phát cỏ cái chỗ vườn mận của nhà em Quân hết rồi cô bác. Bây giờ thì đi xem là cái khi mà dùng cái máy phát cỏ phát đấy thì có sạch không. Ui dồi ôi, tuyệt vời đấy nhở. Như kiểu là như kiểu là ai về cắt cỏ đấy nhở. Thế là ở đây là hôm nay là em phát à? Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì đưa các bác đi xem một vòng cái vườn mận của nhà em Quân cô bác nhá. Đấy, đây là ông chủ vườn đấy nhờ. Hôm nay thì ông chủ vườn là phát cỏ hết chỗ này rồi. Thế cái này thì phát đậu tầm bao nhiêu phút? Đây là, chỗ này là tầm 10 phút rồi ạ. Tầm 10 phút thôi? Vâng ạ. Ôi dồi, nếu mà ở đây mà dùng người phát đấy cô bác thì chắc là độ tầm là ít nhất là phải nửa ngày thì mới hết được. Tại nhìn những cái góc
mận gốc lê của em Quân thì lên khá là tốt. Quân thì hôm nọ là trồng bao nhiêu gốc mận, bao nhiêu gốc lê nhỉ? Trước là trồng 10 cây lê. Trồng 10 cây lê à? Ừ. Thế còn là cây mận này trồng 15 cây. Cây mận là 15 cây à? Cây. Thế là có bị chết cây nào không? Không chết đâu. Không chết à? Ừ. Quân thì có vẻ như là tưới nước rất là đều đặn, có bác ạ, nhìn cái gốc mận với gốc lê của em Quân là nhìn thấy rất là tươi tốt này. Chiều tối nay là không tưới à? Chiều tối chắc là tối nay mưa không tưới đâu. À, thế là tối nay là chuẩn bị là mưa to đấy cô bác ạ. Đấy, mưa ra kia, bên kia thì có sương mù, có những sương mù đen rất là nhiều. Nếu mà không mưa mới tưới, bây giờ mưa thì em không tưới đâu. À, thế là nếu mà sợ tối nay không mưa thì sợ mai nó bị chết không? Không chết được đâu, bây giờ nó lên không chết được nữa. Chỗ này thì là nếu mà Quân nó phát xong ấy thì là điều khiển được mấy cây ấy thì có thể là cày đấy, xong là trồng được cái gì đấy. Vâng. Đấy, hôm nọ thì bác Chiêm cũng có nói với em đấy, nhưng mà cây là cần phải cẩn thận nhá, đừng để nó vào cây nhá. Vâng. Vào cây là chết hết. Vâng. Đấy, như là hôm nọ là mình đi mua máy ấy, thì là bên người ta bán máy nói rằng là được 17 tiếng thì nên thay dầu. Đấy, lúc nào mà nên thay dầu thì là bảo với anh nhá. Để anh đi vào mua thêm dầu cho. Đấy, Quân. Đấy, hôm nay thì có thêm một người bạn của cháu Lực xuống để mà thứ nhất là xuống thăm hoàn cảnh của em Quân, và thứ hai thì em cũng bạn ấy cũng biết về máy cày của bác, cho nên là cháu Lực nhờ bạn ấy để mà đi xuống xem cái máy cày thì liệu là nó có bị làm sao không, xem là cháu Lực có bị lừa không đấy cô bác. Đấy, nhưng mà rất là may là cái chỗ mà cháu Lực đi mua ấy cô bác thì cũng gọi là mua nhiều lần rồi, thành ra là cũng tạo cho người ta một cái uy tín, người ta cũng không có bán hàng dở cho cháu Lực. Tại vì là những cái thước phim mà cháu Lực đi mua ấy, những cái lần mà cháu Lực đi mua cháu Lực đều ghi hình lại, có những lần thì cháu Lực không ghi hình được cô bác. Đấy, hôm nay thì Nghiêm là xuống nhà Quân là lần đầu tiên nhỉ? Đúng rồi bạn, thì hôm nay nghe cũng xem kênh của bạn nhiều đấy, thấy hoàn cảnh của Quân nó cũng rất là khó khăn, thì hôm nay được cùng bạn xuống để thăm cái hoàn cảnh của Quân này, thì tôi cũng gọi là biết sơ về máy cày nữa, thì bạn bảo là có các bác hỗ trợ máy cày thì tôi cũng sẽ xuống để xem xét máy cày để cho Quân nó đi làm tiện và thuận lợi hơn. Hôm nay đi xuống thì là hai anh em thì cùng Quân là cày xong một chút ở bên kia rồi. Quân thì là nói là trên kia là mấy nữa là Quân sẽ trồng em lấy trồng cỏ đúng không? Vâng. Đấy thì hôm nay thì bạn xuống với lại thăm Quân để bạn nhìn và cảm nhận xem là Quân là năm nay 14 tuổi thôi. Đấy, 14 tuổi là gánh vác trên đôi vai của em ấy là 4 người, là 4 miệng ăn. Đấy, một hoàn cảnh thì cũng trong thời gian qua cháu được chia sẻ thì cũng được các bác là yêu quý và giúp đỡ em Quân khá là nhiều. Rất là vui mừng xuống cùng bạn để hỗ trợ bạn kiểm tra máy cho Quân. Thì tôi không biết là mua gì ấy, thì cũng có chút quà gọi là cho Quân nó mua rau vẻ sứa cho em gái nhá. Vâng. Quân xin ạ. Phải Quân thì còn cố gắng nhá. Vâng. Được là bạn chủ của cháu Lực xuống là hỗ trợ xem máy móc ấy, thì cũng kèm theo đó thì khi mà xuống thì cháu Lực cũng chỉ là nhờ vả bạn ấy thôi đấy. Hay nhưng mà bạn ấy còn có một cái tấm lòng là gửi cho em Quân là một chút để mà em Quân có thể là mua mắm muối mì chính chẳng hạn. Đấy, Quân thì gửi một lời cảm ơn tới anh nhá. Em cảm ơn anh vì đã ra hộ em xem mấy cây và gửi tiền cho em để em mua dầu. Em rất vui ạ. Rồi, Quân cố gắng nhá. Vâng. Đấy, trong thời gian tới mà mấy cây có bị làm sao ấy thì là bảo với lại bạn của anh nhá. Thì đừng để mà người khác có thể làm mấy cây sửa 100.000 chẳng hạn thôi. Hay nhưng mà người ta mình không biết thì người ta có thể là bóp mình lên đến tận tầm 200 hay là 300 chẳng hạn. Đấy. Đấy, có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu quý tới em Quân. Cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao này của các bác. Có thể là trong thời gian tới thì sẽ có thêm là 1-2 thành viên để mà đồng hành cùng cháu Lực. Thì rất là mong các bác sẽ đón nhận những cái thành viên của cháu Lực được cùng đi chia sẻ những hoàn cảnh còn là khó khăn ở trên vùng cao này cô bác. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Xin chào các bác.